Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Công nghệ và Dịch vụ An ninh Đại Quang Minh xin gửi đến quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hy vọng những thông tin sau đây về loại hình dịch vụ bảo vệ vệ sĩ của công ty mà chúng tôi cung cấp sẽ làm hài lòng quý khách. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng về dịch vụ bảo vệ chất lượng cao. Làm sao để tìm kiếm được một dịch vụ bảo vệ chất lượng cao là câu hỏi muôn thuở. Hoặc bạn đang vô cùng đau đầu bởi công ty, nhà xưởng của bạn sắp đến ngay khai trương nhưng chưa hề có phương án bảo vệ. Hay bạn còn chăn trở làm việc sao cho cách bảo vệ nhà riêng của bạn được an toàn. Bạn phiền lòng vì đã tốn nhiều công sức và tiền bạc cho việc tuyển dụng đào tạo quản lý nhân sự ngành bảo vệ mà vẫn chưa đâu vào đâu. Bạn xót xa khi vừa rồi tài sản của công ty của bạn bị mất cắp một cách bí ẩn không rõ nguyên nhân. Và đã đến lúc bạn phải sử dụng dịch vụ bảo vệ chất lượng cao để quẳng hết muộn phiền. Đại Quang Minh Security tự tin đem đến cho bạn giải pháp tuyệt vời, giải quyết mọi lo lắng về an ninh của bạn bằng chi phí hợp lý nhất. Kế hoạch được lập trình sẵn theo lộ trình sắp xếp trước. Bước 1, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng một cách kỹ càng nhất. Khảo sát địa hình, không chỉ xem xét các rủi ro về mặt nhân sự thất thoát tài sản từ người ngoài đội nhất nhân sự trong công ty móc nối. Chúng tôi còn xem xét những rủi ro đến từ thiên tai, mưa, bão hoặc các nguy cơ khác như điện cháy nổ. Khảo sát nhân sự chúng tôi sẽ bảo vệ cho ai? Nhân sự chúng tôi cung cấp sẽ như thế nào để phù hợp? Bước 2, các phòng ban của Đại Quang Minh sẽ đưa ra phương án bảo vệ phù hợp và báo giá hợp lý nhất. Bằng dấu lớn bằng kinh nghiệm và năng lực của mình, dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh sẽ đưa ra được phương án an toàn tuyệt đối, phân bổ nhân sự hợp lý nhất và tiết kiệm tối đa cho khách hàng. Bước 3, ký hợp đồng và triển khai quân số. Sau khi hợp đồng được cả hai bên thông qua sau quá trình đàm phán và bổ sung các điều khoản để phù hợp với đặc thù từng công ty, chúng tôi sẽ triển khai quân số theo đúng quy định. Bước 4, đánh giá chất lượng. Đại Quang Minh cùng với khách hàng sẽ cùng đánh giá chất lượng dịch vụ một cách nghiêm túc. Chúng tôi mong muốn đối tác không chỉ hài lòng mà còn cực kỳ hài lòng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Công ty Cổ phần Tập đoàn An ninh Đại Quang Minh, tiên phong áp dụng các ứng dụng thiết bị công nghệ kết hợp linh hoạt với con người trong mọi hoạt động nghiệp vụ an ninh nhằm cung cấp cho khách hàng bằng một giải pháp bảo vệ toàn diện. Đem lại sự hài lòng cho quý khách là niềm vinh dự của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ và nhân viên công ty. Để được tư vấn thêm thông tin và cùng trải nghiệm về sự khác biệt từ dịch vụ cũng như được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt nhất từ Tập đoàn Công nghệ An ninh Đại Quang Minh, xin vui lòng liên hệ đường dây nóng 24/7 0923999113 0888915858, email campania@daiquangminhgroup.vn để được tư vấn thêm. We'll be right back.